Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục review những DVD phim bộ ngày xưa mình đã sưu tầm nha các bạn. Đầu tiên là bộ Kinh Hoa Duyên Tiền Kỳ. Bộ tiếp theo đó là Dạng Nẻo Đường Tình. Bộ này mình xem khá là hay, phim tình cảm. Bộ phim tiếp theo đó là bộ phim Tài Tử Giai Nhân và Vua Càn Long. Bộ này của Đài Loan sản xuất nha các bạn. Đây là bộ phim Thiên Long Kỳ Hiệp. Bộ này mình mua thôi chứ mình chưa xem bao giờ. Thế này mình lục mới thấy, mình mới đem ra quay cho các bạn xem luôn. Phim này là phim Khổng Tước Linh của Trung Quốc sản xuất nha các bạn. Tiếp theo là bộ phim Tam Nữ Thiên Sứ Vô Danh. Bộ phim này xem khá là hay. Bộ phim tiếp theo là bộ phim Thiên Chi Kiều Tử. Bộ này cũng do Trung Quốc sản xuất luôn nha các bạn. Bộ phim tiếp theo là bộ phim Dục Lửa Phượng Hoàng. Bộ này mình không thích xem, mình chưa xem bao giờ luôn. Còn đây là bộ phim Chuyện Tình Thượng Hải. Bộ này xem khá là hay. Bộ này có Lưu Khải Hoa và Lữ Tùng Hiền đóng, mình rất thích. Còn đây là bộ phim của Singapore, Truyền Thuyết Hàng Nga. Từng xem phim này thì comment bên dưới nha. Tiếp theo là bộ phim Kim Đồng Ngọc Nữ. Bộ phim này mình như cũng chưa xem bao giờ. Đây là bộ phim Võ Công Thiếu Lâm của Trung Quốc hợp tác cùng Singapore nha các bạn. Đây là bộ phim Quả Sói của Trung Quốc sản xuất. Đây là bộ phim Chỉ Ngọc Quan Anh của diễn viên Trịnh Thiếu Thu. Mình rất thích xem phim của Trịnh Thiếu Thu. Phim của chú đóng rất là hay. Đây là bộ phim Thần Quyền Du Địch, hãng TVB Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Bộ này xem khá là hay, có những cảnh võ thuật rất là đẹp mắt. Đây là bộ phim Thiết Liên Hoa, bộ này là của Trung Quốc sản xuất nha các bạn. Đây là bộ phim Bá Chủ Bến Thượng Hải. Bộ này gồm có 2 phần. Phim này thì hiện tại có chiếu ở trên YouTube, các bạn có thể lên xem nha.
phim này mình xem cũng khá là hay. Còn đây là bộ phim Lục Chỉ Cầm Ma. Bộ này thì mình có đĩa DVD chính nha các bạn. Ngay giờ mình sẽ khui ra bên trong cho các bạn xem. Phim Tiêu Thập Nhất Lang, bộ này cũng là DVD chính luôn nha các bạn. Bộ này trọn bộ chỉ có một đĩa thôi. DVD chính thì dung lượng khá cao nên chứa nhiều tập phim hơn DVD 5. Xem phim của Pha Phim Việt Nam lần tiếp. Bộ này cũng là đĩa DVD chính luôn. Trọn bộ thì có 20 tập, gồm có một đĩa đi chính nha các bạn. Bộ này xem rất là hay, do Trung Quốc sản xuất nha các bạn. Còn đây là bộ phim Anh Hùng Truyền Thuyết. Bộ này cũng là DVD chính luôn. Trong bộ thì gồm có 2 đĩa. Bộ phim này xem khá hay, do TVB Hồng Kông sản xuất nha các bạn. Mình rất thích xem phim của hãng TVB nên mình mua khá là nhiều phim của TVB. TVB Hồng Kông sản xuất luôn nha các bạn. Bộ này DVD chính, trọn bộ cũng chỉ có một đĩa thôi. Bộ phim này mình rất là thích, xem rất là hay, những cảnh đánh đấm rất là lôi cuốn. Phim TVB xưa thì làm khá là hay, hay hơn so với bây giờ rất nhiều. Các bạn có thể xem qua. Rồi mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn thích hãy cho mình một